Mời quý vị và các bạn theo dõi chủ đề công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, chống dịch như chống giặc, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động trong tỉnh đã chung sức đồng lòng, một người một việc cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid. Bên cạnh những đặc sản từ vùng quê Quảng Điền, Phú Vang là những cân gạo, thùng mì tôm, nước rửa tay, gia vị của các giáo viên ngành giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy. Là công sức của các cô giáo ở các trường thuộc thành phố Huế tham gia nấu ăn tại các trung tâm cách ly trên địa bàn. Đặc biệt trong dịp này, gần 2.364 đoàn viên công đoàn là nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ, công nhân lao động tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và hơn 700 đoàn viên các nghiệp đoàn xích lô xe thồ bốc vác trên địa bàn thành phố nghỉ việc tạm thời do dịch bệnh đã được hỗ trợ. Mức tối thiểu là 10 kg gạo một người từ nguồn vận động xã hội hóa của cán bộ công đoàn thành phố Huế. Rất muốn như vậy giữa bên liên đoàn tỉnh với thành phố có cái sự kết nối, nếu như anh em trong đội xe thồ lô có dùng đến Facebook thì sẽ có một cái trang Facebook riêng như vậy và để anh em có thể như vậy vào để kết nối cùng với bên công đoàn. Xuất phát từ yêu cầu của đoàn viên, người lao động, căn cứ tình hình thực tế của đất nước, song song với việc chăm lo đời sống, công đoàn thành phố Huế đã tổ chức cuộc thi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 qua mạng xã hội Facebook. Giữa mùa dịch, thực hiện giãn cách xã hội, làm việc online, nhưng đoàn viên công đoàn thành phố Huế đã sáng tạo nhiều clip vui tươi, sống động, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Đến nay, hơn 30 tác phẩm dự thi đã gửi về Liên đoàn Lao động thành phố Huế, bao gồm các clip của các công đoàn cơ sở và đoàn viên người lao động. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thì Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền qua hệ thống Facebook trên mạng xã hội để nhằm nâng cao nhận thức của cả cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố. Thông qua đây, cũng Liên đoàn Lao động thành phố cũng muốn giới thiệu những cái điển hình tiêu biểu, những cách làm hay trong cái công tác là phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thì hội thi sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 5 2020. Liên đoàn Lao động thành phố đã nhận được hơn 30 bài của các công đoàn cơ sở gửi đến với ban tổ chức của hội thi. Thì chúng tôi cũng mong muốn thông qua hội thi thì cũng nâng cao cái nhận thức cho đoàn viên người lao động, đồng thời sẽ nhân rộng cái cách làm hay của cơ sở đối với cái đại dịch COVID-19 này. Mỗi đơn vị một màu sắc. Tại công đoàn cơ sở trường tiểu học Lý Thương Kiệt, clip dự thi là tiếng nói chung của các thầy cô giáo và học trò trong phòng chống dịch. Trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi, đánh bay Covid và Gen Covid, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Lý Thương Kiệt đã truyền tải các thông điệp, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ở đó, chúng ta bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của các cơ sở trường học, tuyên truyền phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho giáo viên, học sinh, dạy học trực tuyến, các hoạt động vệ sinh khử khuẩn phòng học, làm sạch môi trường và có nhiều bức tranh của các học trò tiểu học phòng chống dịch. Thì nhà trường đã tạo ra được một là video clip với những cái nội dung hết sức khác nhau. Đầu tiên thì nhà trường là đưa vào các cái văn bản chỉ đạo các cấp vào trong clip, và cái thứ hai là sẽ là tổ chức cho các em vẽ tranh và chọn những cái bức tranh mà mang tính là giáo dục cao để đưa vào trong clip. Và đặc biệt là nhà trường là đã cùng với các cái giáo viên có năng khiếu về âm nhạc đã là thể hiện một cái ca khúc để là hướng dẫn cho tất cả là phụ huynh học sinh cũng như là các em học sinh về cách rửa tay và cách là đeo khẩu trang đúng cách để nhằm mang lại là cái hiệu quả là phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Truyền thông công bằng xã hội là cách làm phù hợp trong điều kiện chúng ta thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch. Mỗi tác phẩm dự thi là kết quả ý tưởng sáng tạo của mỗi tập thể cá nhân. Một số công đoàn cơ sở chọn phương án đọc thuyết minh cho bài dự thi, phân tích sâu sắc, dễ hiểu về tác hại của sự lây lan dịch bệnh, hướng dẫn cách phòng tránh như công đoàn cơ sở trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non Thủy Xuân, trường trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ, trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, trường tiểu học Phú Bình. Đa số các đơn vị doanh nghiệp chọn phương án lồng nhạc, kèm clip và PowerPoint tạo sự sinh động thu hút người xem. Trường chúng tôi nhận thấy cái hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức rất là ý nghĩa, và cuộc thi clip này đã được tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường học là tham gia rất là tích cực, và tất cả các hoạt động trong mùa dịch Covid này được chúng tôi chuyển thể bằng các hình ảnh, bằng các cái lời bình và các cái hoạt động từ giáo viên, nhân viên rồi học sinh
phụ huynh học sinh đều được chúng tôi triển khai và truyền tải qua các cái clip. Với yêu cầu của cuộc thi là tập trung tuyên truyền các hình thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đoàn viên, người lao động đang sinh sống và làm việc. Clip dự thi của Công đoàn cơ sở Văn phòng Luật sư Huế, phường Thủy Xuân, phường Phước Vĩnh, phường An Đông là những bức tranh muôn màu sắc ghi lại các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đánh giá của cơ sở, hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook của Công đoàn thành phố Huế đã đạt hiệu quả lan tỏa tốt, không chỉ đến đoàn viên, người lao động mà còn đến toàn xã hội. Tôi thấy cái cuộc thi này rất là ý nghĩa và thiết thực. Thứ nhất là tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh. Thông qua đó thì nắm rõ kiến thức về bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh. Và qua đây thì văn phòng luật sư cũng có những cái hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cuộc thi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội đã góp phần đổi mới hình thức truyền thông của Công đoàn thành phố Huế. Kết lập này đã khắc phục được tư duy công đoàn nói, công nhân nghe. Một clip dự thi là một tiếng nói chân thực, khách quan từ cơ sở. Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động là một tuyên truyền viên tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với tiêu chí, ngài công nhân nói, qua cuộc thi này, từ chất liệu cuộc sống sinh động phù hợp với thị hiệu của đoàn viên, Công đoàn thành phố Huế có cơ sở để định hướng xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động, ngày càng đến gần hơn với đời sống của đoàn viên và người lao động. Thông qua cái cuộc thi tuyên truyền trên Facebook thì cái công tác tuyên truyền giúp cho đoàn viên công đoàn hiểu rõ tình hình dịch bệnh, đồng thời là có hướng chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như là cộng đồng. Qua cái cuộc thi này, mỗi đoàn viên công đoàn là một tuyên truyền viên giúp cho cái công tác tuyên truyền người dân hiểu rõ hơn về dịch bệnh, cũng đồng lòng chung sức với cả nước để đẩy lùi dịch bệnh. Hiện nay, các clip tham gia dự thi đang được đăng tải trên Facebook Công đoàn thành phố Huế. Mỗi lượt like, share của các đoàn viên công đoàn về các clip dự thi sẽ góp phần tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt cho tổ chức công đoàn. Dự kiến, Liên đoàn Lao động thành phố Huế sẽ trao giải cho các clip dự thi trong tháng năm này. Hạnh phúc của mỗi người là bình an bên gia đình nhỏ, cùng vợ chồng chăm lo, dạy dỗ cả con. Với anh Trương Văn Viện, đoàn viên công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc, hiện nay thì điều đó quả là khó khăn. Tàn phế ở độ tuổi 42 do bệnh tật, khi cả con đang tuổi ăn tuổi lớn, không phụ giúp được vợ chăm lo cả con và khó khăn trong việc điều trị bệnh, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt nhịp công đoàn nghĩa tình để đoàn viên khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm. Cách đây 3 năm, anh Trương Văn Viện và gia đình rất phấn khởi khi anh được nhận vào làm nhân viên lái xe của Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc. Được kết nạp đoàn viên công đoàn, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cơ sở phát động tổ chức. Và rồi căn bệnh gút ngày càng nặng, việc vệ sinh vết thương hàng ngày cũng không ngăn được nhiễm trùng biến chứng. Nằm bệnh viện 3 tháng, anh đành chấp nhận đớn đau các lìa chân phải. Chân trái cựu chờ được lại teo cơ dần dần, hai tay cũng yếu dần đi, không tự phục vụ những nhu cầu tối thiểu của bản thân. Ngôi nhà nhỏ trong hẻm nhỏ thị trấn Phú Lộc là nhà bố mẹ anh Viện. Trên chiếc xe lăn có vẻ chưa quen với chủ, hai bàn tay yếu ớt, anh Viện tìm cách điều khiển chiếc xe để di chuyển nhưng đành bất lực. Cháu có đi làm viện hết 3-4 tháng mà bây giờ về thì giờ về đến nhà thì bây giờ vợ chồng thì giờ khi xưa thì nó cũng đi làm, giờ vợ nó thì đi may mấy giờ. Nói chung là hàng hóa thì nó cũng không có mấy giờ, cháu bây giờ nghỉ việc rồi thì giờ ở nhà bây giờ thì hoàn cảnh thì nó cũng hơi khó khăn chút, không có tiền cho cháu mua thuốc mới ăn uống chi tiêu thì nó cũng hơi khó khăn. Mẹ đi chợ thì nói thật nhiều khi thì cũng cứ vay mượn mua lợn mua đồ nữa, về thì ăn uống thì nhiều khi rồi có người anh em chi đỡ rồi cậu gì chi đỡ cho một đôi chút thì cũng cứ ăn uống nữa thôi. Là bằng với chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân anh đều trông cậy vào mẹ già hơn 70 tuổi và cả con nhỏ. Vợ anh Viện làm thử may, một mình vợ xoay sở lo cho 3 đứa con tuổi ăn tuổi học. Hai cháu đầu đang học đại học, cháu sau học lớp 7. Trong căn nhà nhỏ ấy, có lẽ bà cụ ngoài 70 là người duy nhất khỏe mạnh và không được phép đau ốm. Bởi bây giờ, bà là trụ cột của gia đình, vừa chăm chồng cùng bị bệnh gút nặng đi không nổi, vừa chăm con trai mới bị cơ chân.
Cả gia đình phụ thuộc vào lương của ông, một tháng 3,5 triệu đồng và lương trợ cấp chế độ bảo hiểm của anh Viện mỗi tháng gần 2 triệu. Chi tiêu tặng tiền cho 3 người ăn và thuốc thang cho 2 người đau ốm. Vất vả khó khăn những ngày giáp Tết, bà Nguyễn Thị Xuân tranh thủ các loại dong trong vườn, tất tả bỏ rồi đem bán cho người ta gọi bánh chưng. Một chục lá được 6.000 đồng. Nỗi lo lắng là sau 6 tháng, gia đình anh sẽ hết đi khoản tiền 2 triệu đồng một tháng từ trợ cấp bảo hiểm xã hội. Và về việc điều trị bệnh của em thì hiện tại giờ em đang uống thuốc theo đi khám y tế, thẻ bảo hiểm y tế. Dạ, ngoài ra con mua thêm thuốc ngoài để uống hàng tháng. Thì nếu như mà tiền thuốc mà ngoài cái bảo hiểm rồi thì mình mua hàng tháng thì khoảng tầm 1 triệu đồng tiền thuốc một tháng. Dạ. Dạ. Nếu như mà thuốc mà theo toa của bác sĩ cho thì không phải là một tháng phải gần 2 triệu. Nhưng mà nói chung là do hoàn cảnh khó khăn này cho nên là em cắt bớt cái đơn thuốc và mua những thứ thuốc là thật cần thiết để chữa bệnh thôi. Dạ. Còn những cái như mà thực phẩm chức năng này nó thì em không sử dụng nữa. Đồng cảm và sẻ chia những ngày giáp Tết Nguyên đán, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Khoa Hoài Hương đã đến nhà thăm, động viên, an ủi và tặng quà của công đoàn tỉnh cho anh Viện sau khi anh vừa xuất viện về nhà, mong rằng anh có nghị lực để điều trị bệnh. Mong muốn bệnh tình thuyên giảm, hai bàn tay mạnh hơn để đi làm kiếm tiền phụ vợ nuôi con, đỡ đần cha mẹ của anh Trương Văn Viện cũng là mục tiêu của chương trình điều ước đoàn viên của công đoàn Thừa Thiên Huế. Chúng tôi mong những đoàn viên có số phận không may khi được công đoàn hỗ trợ sẽ khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới thì nếu mà sức khỏe mới dần ổn định á, dạ thì em cũng kiếm chiếc xe ba bánh để đi, có thể là đi bán vé số để phụ giúp vợ để nuôi con ăn học. Dạ. Cái xe ba bánh đó khoảng bao nhiêu tiền? Cho thấy em tham khảo thì khoảng dưới 20 triệu. Dạ, xe máy á. Dạ. Chứ giờ nếu mà đi xe lắc tay thì em cũng đi được, vì tay này cũng hiệu quả mình lắc được. Bây giờ lo nhất với cháu bây giờ là ăn uống thì nó có cực khổ một chút cũng được, không sao. Bây giờ lo nhất là bây giờ muốn cho cháu là cho nó hồi phục, nó khỏe xí rồi cho nó hai cái chân nó đi đỡ đi rồi thì nắp cái chân giả cho cháu thì nó để cho nó cố gắng đi lại được một đôi bước rồi thì mới nó ngồi xe lăn được ấy, thì rồi thì để cho cháu nó cũng kiếm việc làm thì bán vé số ấy, nó làm chi đó để mà kiếm thêm thu nhập để mà cho mấy đứa con cho cháu đi học thôi. Chứ còn bây giờ thì không biết làm thế nào được nữa. Và trong những ngày hướng đến tháng công nhân năm nay, công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt nhịp câu nghĩa tình của shop vải đẹp Thảo Nguyện tại Hà Nội đến hoàn cảnh đoàn viên Trương Văn Viện. Mỗi tháng anh Viện được hỗ trợ 1 triệu đồng, trước mắt là trong năm 2020 để thêm vào tiền mua thuốc chữa bệnh. Điều ước của đoàn viên Trương Văn Viện đã được công đoàn hỗ trợ thực hiện một bước. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, còn là sự quan tâm, động viên tinh thần, để những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh không may như anh Viện luôn cảm thấy có công đoàn đồng hành trong cuộc sống. Chủ đề công đoàn tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.